Rồi chúng ta làm đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Bình Định năm 2017 đề như sau à, cho các chất T đơn chất mạch thở có cùng công thức phân tử là c4h6o2 và có các địa điểm sau à, ít có mạch carbon phân nhánh điều yêu cầu chúng ta là đơn chất em nha mạch thở và đây người ta nói mạch phân nhánh rồi nó là mạch hở và làm dung dịch brom đổi sang màu đổi màu quỳ tím thì nó phải là gì em ơi, Phải là axit không Chỉ có axit mới là một tiếng hóa đỏ thôi Tiếp Y có phần năng bạc Thủy phân trong môi trường Thủy phân Y trong môi trường nào Thì thu được anh không no Bạn nghe kỹ Cái thằng nào Thằng HT, Thằng mà tham gia phần năng bạc Phải có nhóm CHO không em ơi Cái cái gì không ạ à? Mà nó tham gia phần thủy phân được Tiêu phân được thì nó phải là gì mà có nhóm chất co đúng không em? Cái đúng không? Chị cái tay mới tham gia phần thi phân Có ai kiến gì không ạ? À? Có ai kiến gì chỗ này không em ơi? Và từ hai điều này thì chúng ta có thể suy ra được công thức của y luôn Hiểu? Để thỏa mãn được điều đó thì cái thằng này nó sẽ có cái dạng như thế này Bạn nào cho thầy biết nào ST duy nhất tham gia phần thi phân lại tay nào? À quên ST duy nhất tham gia phản đáng gương là HCOO chúng ta đang còn lại là C3H mấy C3H5 để tí đó mình sẽ viết công thức cấu tạo sau thủy phân Z cho hai chất hữu cơ có cùng số nguyên tử carbon như vậy thằng này cũng lại tay thôi COO T không tham gia vận đáng bạc và không tham gia tác dụng ở thằng này không trắng bạc không thằng này thì nó phải là gì em ơi phức tạp hả đúng không ở đây nó đơn chất em nha đơn chất mà có hai oxy như thầy đã nói các bạn rồi thì nó có trường hợp nào hai trường hợp thôi ở đầu tiên bạn tính cho thầy c 4 h 6 2 k bằng bao nhiêu trúc tính cho thầy k bằng nhiêu đúng rồi dương chỉ khó hỏi vô dương nha ngay cả linh nữa Nha, yeah, vâng ạ à, K đây bằng 2 Đúng không ạ Vì nó cái mặt hở mà Bằng 2 chúng ta nghe kỹ Thầy sẽ phân tích rõ cho bạn luôn Ở đây là đơn chất đúng không em Đơn chất thì chúng ta đơn chất có hai oxy Dưới cái thầy này Có 2 oxy Đơn chất Thì nó có hai trường hợp em nha Đó là nhóm chất COOH và trường hợp 2 là nhóm chất COO. Cái cái gì không ạ? À? Hai thằng này mới thỏa mãn B bằng 1 rồi. Thì còn lại đây nó còn lại một liên cái OCC. cc B bằng 1 này. P bằng 1 này. Cộng cho P bằng 1 nữa thì nó là P bằng 2. Hiểu cho em? Các bạn hiểu điều này chưa để thời gian tiếp? Rồi tiếp tục Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tất cả công thức cấu tạo Các mẫu chốt bài toán này Chúng ta cứ làm giống y như câu trước đó chúng ta làm Đầu tiên là chúng ta hãy vẽ tất cả công thức cấu tạo của C4H6O2 Sau đó dựa vào cấu tạo chúng ta căn cứ vào cái đề bài cho để chúng ta chọn công thức phù hợp thế thôi Đầu tiên chúng ta sẽ khảo sát nó là axit đơn chất Như vậy đây mình sẽ có tất cả là em hiểu như thế này Trường hợp đầu tiên nó là axit em nhé axit là COH thì thằng này còn lại là C3H5. Rồi, cách cách làm của thầy rất đơn giản như sau. Đầu tiên thầy sẽ rải bộ C, rải carbon. Sau đó thầy điền liên kết đôi vào một vị trí duy nhất. À, sau đó thầy bắt đầu tiến hành điền nhóm chất COOH vào ba vị trí. Như vậy sẽ có ba công thức cấu tạo. cái kiến gì không em ơi? Nếu không ý kiến thầy đi tiếp nha. Tiếp. Bây giờ chúng ta đến cái trường hợp tiếp theo. Nó là ST. Xin lỗi nó còn hết rồi em ha. Bột bột không cho mấy. Tiếp theo nó là ST em ạ. ST. Trường hợp thứ nhất của hắn đó là. Em ơi chúng ta có COOH thì HD đứng đầu chúng ta có 3C và chúng ta tiến hành điền hydro điền đến cái đôi lên cái đôi thay điền ở đây hoặc bên này hai trường hợp cái ý kiến ở đã không em ơi mỗi chốt thầy đã khẳng định bạn luôn cái thành công hay thất bại của hữu cơ phụ thuộc vào cái nội dung đi thiết 44 công thức cấu tạo mà thầy cho bạn em làm bằng kiểu cách nào nó cũng đụng vào đó thế thôi chúng ta sẽ di chuyển hai xe qua bên kia và thêm một đôi vào nữa đặt ra hết cái kiến gì đã không em ơi Cây kiến gì không em ơi như không à, Bây giờ chúng ta sẽ luận nè Rồi bạn nào muốn tương tác với thầy thì xuống hôm đây thầy chạy cho Rồi chúng ta sẽ luận nha Rồi bây giờ chúng ta xét uh, trường hợp thứ nhất này X có có tạo mạch phân nhánh và làm dung dịch brom làm đổi màu dung dịch brom em hiểu như thế này cho bạn cho thể biết là trong ba cái axit của chúng ta thì chất nào là mạch phân nhánh em ơi cái nào mạch phân nhánh thằng ở giữa thằng ở giữa ok như bạn không nhìn thấy đâu nhưng mà bây giờ tôi chỉ bạn này mình tương đương này ờ, chúng ta sẽ biến thành ch hai nối đôi C À, CH3 thì đảo xuống đây, thì đây là COOH, nhánh ở đây là nhánh CH3 em nha. Còn cái dưới này mình sẽ tương đương lại, thầy sẽ quay đầu lại CH3, CH Đổi đôi CH, COOH cây kiến gì hả đã, không, em ơi? Thì ở đây chỉ có mình thằng này là phân nhánh thôi. Như vậy đây chắc chắn ở đây thầy chọn được thằng X phân nhánh thì chắc chắn đây là X rồi. Đó là điều thứ nhất tiếp theo này y trắng bạc và thủy phân trong môi trường NaOH, an con, an con nào hát thu ancol thu ancol không no em hiểu ở đây là trắng cương này đây trắng bạc này hiểu không ạ đây trắng bạc này hiểu chưa cái kiến gì không ạ và đồng thời nó có nhóm chất co này hiểu không nhóm chất co là tham gia tác dụng với nào hát này tuy nhiên ở đây là nó tạo ra ancol không no hiểu à, nếu mà như vậy thì cái h oh này h sẽ gắn oh thì đó là C, CH3, CH nối đôi CHO, H thì thằng này sẽ kém bền. Để hiểu được chính xác thầy sẽ cho tác dụng của hát luôn. HCO Na cộng cho to không xíu em nha. <laughs> à, CH3, CH nối đôi CH OH bạn lưu ý cho thầy nha. À, để tồn tại được một triệu hay là một ancol thì trong trường hợp này C chữ OH. chữ C chữ OH thôi. Nó phải là liên kết đơn, mà đây liên kết đôi rồi, thì thằng này không phải là rượu em nhé. Thằng này kém bền. Biến thành CH3 CH2CHO thì thằng này mới bền này. Được chưa em ạ? Như vậy trong trường hợp này. Như vậy chúng ta đã loại bỏ được cái thằng uh, một thằng rồi, như vậy thằng y chắc chắn là đây. Và nhiệm vụ của thầy chứng minh y là thằng này Mấy bạn có hiểu thầy đang nói gì không ạ? Thiên Ý em hỏi cho ông Thiên Ý rồi. Dạ không Mai Trúc hiểu không Mai Trúc ơi? Dạ có thầy ơi Dũng em hiểu không Dũng ơi? Có à, Bây giờ bạn nhìn thấy chưa? C chữ OH Mình chỉ xét C liên kết trực tiếp với OH thôi em nha à, Đây là liên kết đơn còn đôi phía, phía trước đó kề nó cho hưởng Như vậy thằng này chắc chắn được Nó là anh côn không no Vì sao nó là anh côn không no Vì trong này chưa liên kết đầu CC Là không no Thầy đã làm xong đây rồi Tiếp tục Tiếp tục này à, Thủy Phân giá cho hai chất hữu cơ cứ cùng carbon Em ơi Thủy Phân giá cho hai số C hai chất cùng carbon bằng cái kỹ Thầy em nha À, bản chất của thị phân là gì? Đây. Bản chất của thị phân đó là gì? Thầy giải thích cho lại cho những bạn nào chưa được chắc kiến thức. Để chúng ta hiểu cho nó đúng nha. Cái tốt nhất là chúng ta làm cho nó đúng đi. Nghe kỹ nha. Như vậy bản chất ở đây đó là gì? Cái thằng CH3 COO ờ, CH3 CO kết hợp với ONA. Để cho em chỉ làm hai phần đó đây thì cái đó nó tạo ra muối cái phần còn lại là CH2 nó đôi CH OH như thầy đã nói các bạn hợp chất này là không tồn tại bởi vì vì sao không tồn tại bởi vì carbon chứa nhóm OH mà liên kết đôi thì nó không tồn tại em nha cái đó nó sẽ biến thành chó CH3 chó thế rồi và ở đây mình nhìn thấy hai thằng này cùng carbon rồi đúng không em bên này 2C bên này 2C như vậy điều này chứng tỏ chất chắn chúng ta là đây Các ai gì của này không đã Rồi bây giờ chất T là chất nào T này không tham gia phần ứng tráng bạc Thì chắc chắn T không phải là đây rồi Đây không phải là T đúng không em Vì nó tham gia phần tráng bạc bỏ Không tác dụng với NHC3 NHC3 thằng này tác dụng Thằng này tác dụng như vậy chúng ta loại hết rồi thì còn một chất duy nhất là chất này, kiểm tra thử coi đúng không? Nó không thắng bạc vì nó không, không có nhóm chất CHO. Hoàn toàn đúng. Tiếp theo, nó không tham gia phản với NaOH3 vì nó không có nhóm chức COOH hợp lý hết rồi. Như vậy khẳng định ở đây bài toán này chúng ta chốt hạ ở đây đây x này. Đây là y, đây z và đây là t và theo đánh giá của thầy để muốn làm được một câu kiểu người ta cho như thế này ở cái quan điểm quan trọng nhất ở đây đó là bạn cần phải viết đủ công thức cấu tạo sau đó chúng ta căn cứ vào công thức cấu tạo đó được chưa thằng nào thỏa mãn tính chất thì chúng ta dừng còn không thì chúng ta bỏ thế thôi khang ơi giảng em có hiểu không khang ơi dạ có thầy đó em làm nhiều em thì nó thấy nó dễ cái gì cũng vậy quan điểm của thầy lần đầu tiên gặp sẽ là khó nhất nếu mình làm biết làm biết làm biết thì nó sẽ dễ chứ lúc đầu mình làm nó sẽ rất là khó khẳng định bạn luôn tiết lý của thầy là mưa dầm thấm lâu và làm càng nhiều càng tốt nếu mà bạn chỉ đi câu đó bạn chỉ đụng một lần thôi chúng ta không đụng lần hai hoặc chúng ta không lặp lại thì chắc chắn chúng ta sẽ nhớ không tốt đâu